vẽ vũ công Samba cuối cùng của bóng đá thế giới. Bạn có biết anh ấy là ai không? Sinh ra và lớn lên tại đất nước Brazil xinh đẹp, nơi mà bóng đá được xem như là một tôn giáo, nên ngay từ nhỏ, anh ta đã được làm quen với trái bóng tròn và sớm trở thành một cầu thủ bóng đá đường phố nổi tiếng. Tốc độ, kỹ thuật điêu luyện cùng các pha dứt điểm đa dạng, anh ta trở thành cái tên khiến cho mọi hàng thủ phải hoang mang. Không ai khác, chính là anh ấy, cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới, tiểu Pelé của Brazil. Bạn có biết anh ấy là ai không? Để lại bình luận cho mình biết với nha.